Thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống người dân, nhất là quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, chủ trương đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một chủ trương có nghĩa đặc biệt quan trọng cho giảm nghèo bền vững. Ngày 7 tháng 3 năm 2023, Ban Thường vụ tỉnh Quỹ Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch số 83 về triển khai thực hiện chỉ thị số 20 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Chính do thực hiện tốt kế hoạch này nên công tác xuất khẩu lao động của tỉnh thêm nhiều khởi sắc. Xuất khẩu lao động có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, giúp địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững. Làm tốt công tác xuất khẩu lao động còn hình thành được đội ngũ lao động có tay nghề cao, chất lượng. Những năm qua, Bạc Liêu luôn chú trọng thực hiện công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Đặc biệt, thời gian gần đây, tỉnh có nhiều chính sách quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu tham gia lao động ở nước ngoài, góp phần cho công tác xuất khẩu lao động thêm nhiều khởi sắc. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh ta đã đưa 466 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh đạt kết quả, đó là nhờ các cấp các ngành thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 của Hội đồng dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025. Bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết. Sở cũng đã tập trung triển khai tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức đối với các cái người lao động trên địa bàn của tỉnh. Trong đó thì cũng đối với chế độ chính sách thì bên cạnh các cái chế độ chính sách chung của Trung ương theo quy định thì tại nghị quyết hội đồng 15 của Hội đồng nhân tỉnh thì Bạc Liêu của chúng ta cũng đã có những cái chính sách rất là riêng của tỉnh để nhằm tạo mọi điều kiện cho người lao động tham gia đi hợp đồng ở nước ngoài. Thì cụ thể như là đối với nghị quyết 15 thì có hai nhóm đối tượng. Nhóm 1 thì gồm là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thành viên gia đình có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số và người bị thu hồi đất nông nghiệp thì sẽ được tỉnh của chúng ta hỗ trợ vay vốn 100% khi mà các cái chi phí phát sinh qua thông qua ngân hàng chính sách xã hội. Bên cạnh đó thì một cái việc rất riêng của tỉnh chúng ta để mở rộng thu hút các cái người lao động tham gia, đó là chúng ta còn hoàn lại cái chi phí không hoàn lại hỗ trợ cho người lao động tối đa là 14 triệu đối với nhóm 1. Ngoài cái nhóm 1 thì tỉnh cũng đã dành một khoản kinh phí thông qua ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ cho người lao động khi mà tham gia vào các cái thị trường này. Thì đó là tất cả các đối tượng còn lại thì đều được vay vốn 50% từ ngân hàng chính sách xã hội và tạo điều kiện cho các cái hộ này thì cũng còn giới thiệu cho các hộ này sẽ vay vốn 30% đo qua các cái ngân hàng mà cụ thể là ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. Và để mà giúp cho hộ nếu như quyết tâm mà tham gia, có người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài thì Sở Lao động cũng chỉ đạo cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh sẽ trao đổi cũng như là với cái công ty ủy thác cũng hỗ trợ thêm cái phần còn lại nếu như người lao động trong hộ mà có khó khăn về điều kiện kinh tế đóng cái phần phí để tham gia vào đi lao động làm việc ở nước ngoài. Song song đó thì tỉnh chúng ta cũng sẽ hỗ trợ cái chi phí không hoàn lại 4 triệu cho nhóm đối tượng này. Có thể thấy thì từ những cái chế độ chính sách cũng như những cái đãi ngộ của tỉnh thông qua cái nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh là một cái điều kiện để cho người lao động chúng ta tham gia đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã cải cách đáng kể thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, giảm phiền hà, công khai và minh bạch, hình thành mối liên thông trong tạo nguồn, quản lý lao động giữa địa phương với doanh nghiệp xuất khẩu lao động, nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thuận lợi trong thủ tục vay vốn tín dụng, hỗ trợ học nghề. Ông Trần Quang Sơn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thông tin thêm. Ngay từ khi xây dựng nghị quyết thì Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp rất chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh Xã hội để cùng nhau dự thảo cái nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân. Và ngay sau khi nghị quyết được ban hành thì Ngân hàng Chính sách cũng đã tích cực chủ động phối hợp cùng với Sở Lao động Thương binh Xã hội để xây dựng kế hoạch, tham mưu Ủy ban xây dựng cái kế hoạch để làm sao tạo cái điều kiện tốt nhất cho người vay vốn xuất cảnh đúng kỳ hạn. Và với cái phương châm là không để cho bất kỳ một lao động nào mà có nhu cầu đủ điều kiện
vay vốn để đi lao động tại nước ngoài thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã tranh thủ rất tốt nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Trung ương cùng với cái nguồn vốn của địa phương để tạo điều kiện cho đủ các đối tượng, cho tất cả các đối tượng đều được vay vốn để đi xuất khẩu lao động. Và bên cạnh đó thì để cái người vay họ có thể có thuận lợi nhất trong cái việc vay vốn thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã có cái chương trình phối hợp rất chặt chẽ với lại Trung tâm Giới thiệu Việc làm của tỉnh và cũng đã chủ động tiếp cận, hướng dẫn và tư vấn cho người vay vốn kịp thời. Và trong suốt thời gian qua, từ khi thực hiện nghị quyết 15 đến nay thì không để cho bất kỳ một cái trường hợp khách hàng nào, người lao động nào vì chậm trễ trong việc vay vốn mà lỡ các cái đợt xuất cảnh lao động. Xác định đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một giải pháp quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Huyện ủy Đông Hải đã chủ động ban hành nghị quyết chuyên đề 04 và Ủy ban dân huyện cũng đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, xem đây là một kênh giải quyết việc làm có ý nghĩa chiến lược cho công tác giảm nghèo. Ban thường vụ huyện ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát cái công tác quán triệt và tuyên truyền những cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và cái nghị quyết 04 của huyện ủy về cái công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong cái tình hình mới, với cái phương châm nghị quyết đến đâu thì triển khai thực hiện ngay đến đó. Ủy ban nhân huyện, các ban ngành huyện, các cái đảng bộ, chi bộ theo cái chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế của từng xã, thị trấn, rồi địa bàn dân cư, từ đó thực hiện đạt là cái hiệu quả nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, huyện ủy, Ủy ban dân huyện Đông Hải đã quan tâm chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy, các ngành và các xã thị trấn cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết 04 của huyện ủy, kế hoạch của Ủy ban dân huyện về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những đơn vị làm chưa tốt. Trên cơ sở cái nghị quyết 04 của huyện ủy thì thời gian qua phòng lao động cũng đã tham mưu cho ủy ban xây dựng cái kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm từ năm 2022 đến năm 2023. Đồng thời phòng cũng xây dựng cái kế hoạch phối hợp với các cái đơn vị huyện đoàn, ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức cái ngày hội việc làm năm 2022 cũng như năm 2023. Thì qua đó cũng thu hút rất là đông lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh và người lao động đến tham gia ngày hội. Thì cái hiệu quả qua cái ngày hội thì có rất nhiều lao động có nhu cầu đăng ký lao động để tham gia tư vấn. Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp cùng với Phòng Lao động Thương binh cũng như là Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các tổ chức hội đoàn thể thì tuyên truyền cho các cái đối tượng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tất cả các đối tượng mà có nhu cầu vay vốn thì được Ngân hàng Chính sách Xã hội là tận tình hỗ trợ trong cái việc là hoàn thiện hồ sơ vay vốn và giải ngân kịp thời để đảm bảo cho tất cả các đối tượng có nhu cầu đúng đối tượng và đủ điều kiện là không có một trường hợp nào mà không được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong năm 2022, huyện Đông Hải đã đưa 101 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 202% chỉ tiêu tỉnh giao. Riêng từ đầu năm đến nay, huyện đã đưa 150 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt hơn 220% chỉ tiêu tỉnh giao. Qua đó đưa huyện Đông Hải trở thành điểm sáng của tỉnh về xuất khẩu lao động. Đến thăm gia đình bà Trịnh Thị Huê ở ấp Hòa 1, xã Long Điền, huyện Đông Hải, chúng tôi có dịp trò chuyện với con gái bà là em Phạm Thị Trang qua cuộc gọi video mạng xã hội Zalo. Em Trang vừa qua Nhật Bản lao động hơn một tháng nay. Sau khi qua bên đó một khoảng thời gian thì em cảm nhận về cái công việc nó như thế nào? Công việc thì làm rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Mà nói chung á, so với Việt Nam mình là rất là nhẹ luôn. Thoải mái lắm. Anh nghĩ em làm 8 tiếng mà 12 giờ thì mới vô làm. Nhưng mà 11 giờ rưỡi là tôi phải đi rồi, đặng mình đi mình chuẩn bị quần áo á. Đồ bảo hộ mà
vô chậm, rồi xong mình làm tới 9 giờ tối là mình đi về là kết thúc công việc. Đó là từ đó mình nghỉ tới 12 giờ ngày hôm sau nữa mình mới đi làm. À, nói chung là công việc thoải mái lắm. Dù bà Huê cũng có phần lo lắng vì chưa biết lương bổng của con ra sao, nhưng chúng tôi cảm nhận được niềm vui của bà khi thấy công việc và nơi ăn nghỉ của con gặp thuận lợi. Thì mức lương thì nó cũng báo ở trong đó thì mình cũng chưa có quyết định được. Bởi vì chưa có được 1 tháng, chừng nào đúng 1 tháng á, rồi nó chuyển tiền về á, mình mới biết thôi, giờ cũng chưa biết gì chứ. Như đi làm thì đi vậy chứ, chưa có biết số tiền nhiêu. Cũng gầu. Bị mình mặn mà mình chưa sức tiền nhiều quá mà chưa biết số tiền được nhiêu. Nó nói mẹ chắc con mặn có 5,5 mới được đủ vốn. Mẹ nói nhiêu thì nhiêu đi. Rồi không thắng từ từ như con qua bản đường đi nước bước con biết rồi sau này con có đi hay là con đưa cháu con đi cũng khỏe. Đó mình có cái đường dây mình đi được bên cho nhà nước rồi. Mà đi nhà nước cho đi ngoài là dứt khoát không đi. Hồi đó vợ đâu đi ngoài tôi đâu có cho. Rồi sao mà được việc vô nhà nước cho đăng ký rồi đi đó. Chứ không thôi đâu có đi đâu dễ gì. Tôi nói người ngoài là dứt khoát không có đi, người ta là rủ đi dữ lắm mà tôi đâu có cho. Không được, đi con tôi chưa biết gì chân. Bây giờ một chiếc khách mình đi qua bản mà mình không biết gì chân người ta, không biết tiếng gì chân rồi người ta dẫn mình đâu đi đó như người cầm chứ biết gì. Còn nếu mình học cho nhà nước, đi qua tiếp thu nhanh, tôi nói gì đó. Nói mẹ bên Nhật này tiết lạnh dữ lắm mà người Nhật không lạnh mẹ. Ta đối xử tốt với mình dữ lắm. Có thể nói các chính sách tín dụng ưu đãi đã tạo việc làm phù hợp với nhu cầu vốn để phát triển kinh tế gia đình, tạo cơ hội cho nhiều gia đình cải thiện cuộc sống. Anh Nguyễn Hoàng Minh, ngụ ấp Hòa 1, xã Long Điền, huyện Đông Hải cho biết, hai đứa con anh, một trai một gái, đều đã đi xuất khẩu lao động ở Nhật với công việc chế biến thực phẩm. Nhờ vậy mà những năm qua, cuộc sống gia đình tốt hơn rất nhiều, có điều kiện sắm sửa tủ, bàn ghế mới trong nhà. Thằng trai để đi bộ đội rồi về đăng ký nó đi. Con gái thì nó học rồi thấy anh nó đi rồi đăng ký đi, nó đi học vô sư phạm rồi ra rồi sao được học vất vả đưa vùng này vùng kia rồi nó xa xôi. Đăng ký đi anh em nó đi. Qua bển này lao động rồi hàng tháng hay nó tiền bạc nó gửi gì thế nào anh? Cũng ổn định lương tăng ca nhiều thì nó gửi cũng đã chút. Bộ đồng cũng đứa mười mấy, hai chục cũng có. Hoạt động xuất khẩu lao động hướng tới của tỉnh là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chế độ chính sách, quyền lợi trách nhiệm, điều kiện tuyển chọn, làm việc, sinh hoạt, thu nhập của người lao động đi xuất khẩu lao động. Vận động người lao động tham gia các ngành nghề có thể tự tạo việc làm, ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu sau khi về nước. Nghiên cứu vận dụng các chính sách để hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu lao động. Việc mà đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2024 đạt được nhiều kết quả hơn nữa thì thời gian tới thì sở cũng sẽ chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục rà soát cũng như là tổ chức các cái lớp đào tạo bồi dưỡng để nâng cao cái kỹ năng tay nghề cho người lao động. Thông qua đó thì khi người lao động mà tham gia vào thị trường lao động trong nước cũng như là ngoài nước cũng sẽ được thu nhập cao hơn khi họ có những cái kỹ năng tay nghề và đáp ứng được cái mong mưu cầu của nhu cầu của doanh nghiệp. Trong năm 2024, cái việc mà mở rộng các cái thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ví dụ như thị trường Úc, thị trường Hàn Quốc thì được sự ủy quyền của lãnh đạo tỉnh thì Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng đã có ký kết thỏa thuận thực hiện hợp đồng lao động thời vụ đối với Hàn Quốc cũng như là sẽ ký kết cho người lao động khi tham gia vào hợp đồng mà tại bên Úc. Công tác xuất khẩu lao động của tỉnh trong năm nay ghi nhận những kết quả nổi bật so với kế hoạch đề ra. Hy vọng rằng trong năm tới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa. Thời tiết ở Nhật Bản thì lạnh lẽo, nhưng người Nhật không lạnh. Chúng tôi xin mượn lời em Phạm Thị Trang để kết thúc chuyên mục ngày hôm nay, với hy vọng không chỉ thị trường lao động ở Nhật ấm áp, mà thị trường lao động các nước khác cũng khởi sắc để giúp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài có cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin kính chào tạm biệt các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.